Rồi thì ok, hello anh em nha. Bữa nay là lên cái video này là để dành cho những anh em thợ và những mấy anh em thợ hàng đồ này kia mà luôn luôn đó mình tin tưởng về cái dòng máy cha xích, thì bữa nay em sẽ lên cho anh em mình hai con máy hàng cha xích nha anh em. Thì con bên này là cái dòng ZX7 250E, cái dòng máy này có thể là được so sánh ngang với cái dòng máy Hồng Ký ha. Đó, chất lượng nó sẽ rất là ok nếu mà anh em sử dụng đúng cái chức năng của nó là hàng que 2 ly 5, 3 ly 2 liên tục. Còn đối với que 4 ly thì hiệu suất 60%, thì ZX7 250E là nó hỗ trợ cho anh em mình cực kỳ ok ha. Đó, nếu mà anh em mình chưa biết gì cái dòng máy này thì để em giới thiệu cho anh em mình ha. Đó, đây, Cha Xích là một cái thương hiệu của đất anh em, sử dụng công nghệ hàng của Anh Quốc cho nên là nó cho anh em ra cái mối hàng cũng như là cái đường hàng, đó, lửa hàng đồ này kia, gọi là rất là chuẩn ha, cực kỳ ok luôn. Còn nếu mà anh em mình là thợ công trình, đó, anh em mình cũng có thể lựa chọn cho mình một con máy như thế này. Con này thì ARC 200 nha anh em. Thì con máy này là dòng chuẩn là 200A luôn, cho nên là nó sẽ thích hợp cho anh em sử dụng từ 2 ly 5 cho tới 5 ly. 5 ly gọi là chỉ là hỗ trợ thôi. Đó, xài từ 2 ly 5 cho tới 5 ly. Thì 5 ly chỉ hỗ trợ nha anh em, còn chuyên của máy này sẽ là từ 2 ly 5 cho tới 4 ly. 4 ly thì anh em mình có thể sử dụng liên tục. Thì hai dòng máy này cũng có thể so sánh chung với hai con máy của Hồng Ký là 160 rồ và 200 rồ nha. Về hiệu suất hai con máy đó đều là công nghệ của Anh Quốc, thương hiệu của đất anh em, rất là ok. Nó sẽ đáp ứng được cho anh em mình làm từ gia đình, anh em mà có nhà xưởng tại nhà hoặc là anh em làm thợ công trình đó, muốn một con máy nhỏ gọn, nó thiết kế như thế này ha anh em. Trọng lượng rất là nhẹ, đâu đó khoảng hơn 5kg một xíu, mà máy 5kg trên thị trường á thì anh em có rất là nhiều, nhưng mà chất lượng thì em nghĩ chỉ có Hồng Ký với Cha Xích là nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng cho anh em mình thôi. Cho nên là bữa nay em sẽ lên cho anh em hai con máy như thế này để biết thật hư máy có chính hãng hay không, thì anh em mình có thể nhìn ở đây. Đây thì anh em có thể thấy đây là tem chống giả, rồi tem kích hoạt bảo hành ha. Rồi nè, anh em có thể thấy tem này là cái tem kích hoạt bảo hành, đây là số seri của máy nè. Đó, còn nếu mà anh em muốn quét được cái thông tin của máy này thì anh em có thể quét cái mã QR ở đây nha. Thì máy nào cũng sẽ có mã QR cho anh em mình check bảo hành nha anh em. Đó, mỗi mã QR là mỗi con máy khác nhau, cho nên là anh em cứ yên tâm, hàng là cam kết cho anh em, hàng chính hãng. Nếu mà anh em làm trong công ty, anh em mình là thợ công ty đồ này kia đúng không, mà anh em muốn em xuất hóa đơn con máy này thì yên tâm, nguồn gốc rõ ràng, có giấy tờ đầy đủ, cho nên là em sẽ hỗ trợ xuất hóa đơn cho anh em mình đúng giá đúng sản phẩm luôn, cực kỳ ok. Rồi, để mà chứng minh được hiệu năng của cái con máy Cha Xích ZX7 250E thì bây giờ em sẽ test máy với cái que hàng 4 ly cho anh em mình ha anh em. Đó, công tắc khởi động máy là ở ngoài sau, thì khi mà anh em mình bật lên quạt sẽ quay liền nha anh em. Đó, đó, đây, chỉnh dòng lên mức cao nhất để sử dụng test que 4 ly coi hiệu suất đốt của con máy nó như thế nào ha. Đây, đó, đó, anh em mình có thể thấy ha, gọi là lửa hàng rất là ổn định ha anh em. Dạ, đó, lửa thì em đang cho cái máy hoạt động ở cái công suất cao nhất để mà đốt thử cái que 4 ly cho anh em mình xem. Thì con đang đốt là với 7250E, thì giá của máy là bên em đang bán cho anh em là 3,5 triệu nha anh em. Đó, hỗ trợ ship cho anh em mình toàn quốc luôn, cực kỳ ok. Đó, con máy này đốt que thì khỏi chơi luôn ha, đốt rất là lẹ. Nói chung là đốt cái này chỉ là đốt phá cho anh em mình xem thôi, về hiệu suất của máy thôi. Còn nếu mà anh em muốn mua về làm thợ thì tùy vô tay nghề của anh em mình sẽ có cái cách sử dụng khác nhau ha anh em. Rồi, thì đó, máy này là chuyên về 2 ly 5, 3 ly 2, hỗ trợ 4 ly, hiệu suất 60%. Anh em có thể thấy được que 4 ly em đốt rất là lẹ. Rồi, bây giờ tắt máy này, qua cho anh em mình thử cái con ARC 250 ha, con ARC 200 này ha anh em. Đây thì hai con máy đều sử dụng cọc lớn ha, lõi bên trong thì có rất là nhiều thanh nhôm tản nhiệt, gọi là đáp ứng được cho anh em mình xài từ công trình cho từ lộn từ gia đình cho tới anh em thợ luôn. Đó, công trình đồ này kia xài khỏi phải chơi. Đây thì vẫn còn một cây 4 ly nữa, đốt cho anh em mình xem hiệu suất làm việc của con ARC 200 này luôn ha, bật chưa ta. Rồi, bật rồi. Đó,
Đó, anh em có thể thấy ha, thì con này, con ARC200 nó đốt que hàng 4 ly thì cái lửa hàng nó sẽ ổn định hơn, ít bắn té ha anh em. Đó. Thì cái con ZX7-250 là em đang bán 3,5 triệu. Còn con này, đó, ARC200 chuyên về que 4 ly dành cho anh em đi công trình đồ này kia. Thì con này bên em đang bán cho anh em mình là 4.150.000 nha anh em. 4.150.000 là anh em có một con máy như thế này, phụ kiện đi kèm thì anh em cứ yên tâm, đầy đủ, không thiếu món nào luôn ha. Từ dây hàng cho tới kẹp mắt, tất cả đều bằng đồng ha anh em. Đó, cho nên là rất là thích hợp cho mấy anh em đi làm thợ. Còn nếu mà anh em mà làm thợ mà muốn kéo dây dài ra 5m, 10m thì hai con máy như thế này nó đáp ứng được cho anh em mình luôn nha anh em. Nó đáp ứng được cho anh em mình cực kỳ tốt ha. Đó, anh em có thể thấy lửa hàng rất là ổn định, ít bắn té nhiều. Đó, sử dụng con này để mà làm thợ, làm công trình đồ này kia thì rất là ok. Đó, không lo bị bắn vào chân. Rồi, thì hai dòng máy này đều là hàng chính hãng, cho nên là nếu mà anh em có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ cho em qua số hotline nha, 0934077765. Hoặc là nếu mà anh em muốn tới trải nghiệm rồi bóc con máy về thì cứ tới địa chỉ 367 Trường Chinh. Đây, anh em có thể thấy 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12. Đó, điện máy EV nha anh em, chi nhánh của bên em là chi nhánh quận 12. Rồi, thì chuyên cho anh em mình tất cả cái dòng máy, từ cái dòng máy pin cầm tay cho tới máy rửa xe công nghiệp, bán công nghiệp và những cái dòng máy hàng công trình. Đó, máy cưa, máy cắt, có cả máy lạnh, nồi cơm điện, tivi, đồ đầy đủ cho anh em mình hết. Nếu mà anh em có nhu cầu cứ liên hệ cho em ha. Rồi, cảm ơn anh em mình rất là nhiều nha.